Dân Nha Trang 19 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Mấy hôm nay bàn tán xôn xao ở trên mạng xã hội về màn trình diễn của Vũ Công tại Chợ Đêm phía Bắc cầu Trần Phú, thành phố Nha Trang. Bởi vì màn trình diễn của Vũ Công là nó không đúng cái địa điểm mọi người ạ. Lẽ ra những cái màn trình diễn hở hang, uốn éo như thế này là phải diễn ra ở những cái quán bar hoặc là những cái sàn nhảy thì nó mới phù hợp. Còn ở cái khu vực công cộng như thế này thì Bảo Khánh thấy có rất nhiều trẻ em, rất nhiều con nít mà Vũ Công uốn éo búa máy như thế này thì con nít nó ngồi ở dưới là nó nhìn lên trông rất là phản cảm, nói chung là không phù hợp. Thì mọi người cứ theo dõi cái clip này đi thì sẽ thấy. Và ở trên mạng xã hội Bảo Khánh thấy có rất là nhiều người chỉ trích về cái sự biểu diễn hớ hên này ở tại Chợ Đêm cầu Trần Phú, Nha Trang. Thì mọi người cứ xem rồi mọi người cho cái bình luận comment ở phía dưới video. Thì Bảo Khánh hôm nay Bảo Khánh đưa cái clip này lên để cho mọi người xem, để mọi người có thể là đánh giá nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hình như là ngày hôm qua em khi có cái màn nhảy múa với mặc váy nhảy múa đây đúng không em không? Dạ vâng. Đúng không? Ở trên đấy ạ. Ở trên đúng không? Thấy nó phản cảm quá hả? Dạ. Tại vì thấy con nít nó đứng ở dưới nó nhìn lên. Bắt chân theo Hạ Long rồi. Hả? Bắt chân theo Hạ Long. Thấy là mình thấy mà thấy không được, thấy thà như người lớn không á. Thì mình không nói, đây có con nít rồi nó đứng nó nhìn lên. Thế này mấy anh mà bắt chân theo Hạ Long để thu hút khách mà. Thấy không được, mà thấy không được. Ví dụ mà nhảy múa ở cái nơi, cái chỗ cái night club đó đó, bar đó thì muốn nhảy gì nhảy, múa như múa đúng không? Nhưng mà đây công cộng, già trẻ lớn bé mà mình thấy là không được. Video Bảo Khánh cũng đã nói là khu vực Chợ Đêm là cái nơi công cộng, là có người già, người trẻ và trẻ em con nít đầy luôn. Mà diễn ra những cái show diễn mà cái người về diễn là ăn bận váy ngắn rồi hở hang, rồi uốn éo nhảy nhót, rồi phía dưới là những em nhỏ là nhìn lên trông rất là phản cảm đó. Thì Bảo Khánh đó là theo cá nhân của Bảo Khánh là thấy rất là phản cảm, nhưng mà không phải là riêng Bảo Khánh thấy phản cảm đâu, mà cũng có nhiều người là người ta coi cái show đó là người ta cũng là bất bình, là hy vọng là sở du lịch của tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang là nên chấn chỉnh lại, không nên là để cái tình trạng tiếp diễn xảy ra tương tự, làm mất hình ảnh du lịch của thành phố biển Nha Trang. Thì chúng ta tại sao chúng ta không tổ chức những cái show diễn ăn bận cho nó kín đáo hơn, như tối hôm nay là Bảo Khánh quay cập nhật cho quý các anh chị xem. Thì Bảo Khánh cũng đã thấy là có hai cái chương trình ca nhạc thì bận rất là lịch sự luôn, thì là cũng là ca hát, cũng là đàng hoàng, bằng những cái tà áo dài thước tha truyền thống của Việt Nam đó. Thì nếu mà chúng ta bận như vậy, chúng ta diễn như vậy thì không ai nói cả. Đằng này mà nơi cái chỗ đông người có rất là nhiều trẻ em con nít mà lên nhảy múa nhảy nhót bận hở hang thì Bảo Khánh thấy là không nên. Chúng ta nên phải cân nhắc, phải sửa chữa lại, chúng ta không nên để nó tiếp diễn thêm lần nào nữa. Nó làm mất đi cái hình ảnh du lịch của thành phố biển Nha Trang. Đâu phải là thành phố biển Nha Trang mình là cấm những cái show diễn như vậy. Chúng ta có thể tổ chức những cái show diễn đó ở những cái nightclub, những cái vũ trường, những cái quán bar. Thì trong cái phạm vi đó thì toàn là người lớn không thì không có sao hết. Mà đây đằng này là nơi công cộng đông người, có rất là nhiều trẻ em con nít thì chúng ta không nên. Thì trên màn hình mọi người thấy đó là những cái tà áo dài thước tha, những tà áo dài truyền thống của người Việt Nam mình. Thì mình trình diễn show diễn như thế này thì không ai nói hết. Mình tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mình duy trì được cái giá trị văn hóa của chiếc áo dài Việt Nam mình. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance.
feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Một phần gì là bao nhiêu tiền? Dạ 20 à. Đây là món kem, kem cuộn, món kem cuộn. Mới 7 giờ hơn mà thấy chợ đêm rất đông mọi người à. Tầm 8-9 giờ này càng đông hơn nữa. Mùa này là bắt đầu cũng là mùa du lịch rồi mọi người. Thì mấy ngày hôm nay Bảo Khánh thấy có một chuyện mình đáng để mà mình suy ngẫm và bàn tán mọi người. Thì cách đây một vài ngày thì cũng tại cái khu vực chợ đêm này, tức là có một cái màn nhảy nhót mọi người,
thì có một cô diễn viên bằng váy đầm đó, rồi đứng ở trên sân khấu rồi uống éo. Thì với cách ăn mặc hở hang như vậy thì phía dưới Bảo Khánh thấy có những em bé, có những đứa trẻ rất là nhỏ thôi nhưng mà nó ngước lên nó nhìn thì không hiểu sao. À, thì Bảo Khánh thấy như vậy là có thể là thấy nó rất là phản cảm mọi người. Rất là phản cảm. Bởi vì thành phố du lịch mình thì cũng không có cấm những cái màn nhảy múa đó như vậy, nhưng mà mình ở đây là cái khu vực già trẻ lớn bé đều có hết, mà có những cái màn múa như vậy là không nên, không nên. Hôm nay là Bảo Khánh có mặt ở đây là để cập nhật tình hình chợ đêm phía Bắc cầu Trần Phú cho mọi người xem, coi thử coi còn cái màn mà là bằng váy ngắn mà để mà múa như vậy không. Thì hiện tại thì không thấy nhau. Nếu mà còn lặp lại những cái màn đó thì không nên, không nên. Tại vì ở đây là có nhiều trẻ em. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild.
Hồi nãy là bà Khánh tới đây là lúc 7:20 đó, thì cái khúc này là chưa có chiếc xe nào luôn, mà bây giờ là 8:10 là đầy luôn. Bây giờ là 8:10 rồi, mọi người thấy xe đậu đầy luôn á. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 3/3/2024 nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy rồi. Bây giờ là người dân người ta đậu đây là khỏi cần giữ xe luôn, mạnh ai nấy đậu. Tại vì cái bãi xe ở phía bên kia là đầy rồi mọi người à. Cho nên là người ta buồn, người ta phải qua bên đây người ta đậu đại luôn. Đây là những cái chiếc xe người ta từ cái bãi xe qua bên kia người ta đi ra đây người ta đậu nè. Bởi vì là ở bên đó là hết chỗ đậu rồi, hết chỗ giữ rồi. Cho nên buồn là người ta phải đi qua bên đây người ta đậu đại thôi. Cô Khánh tối nay cập nhật cái tình hình khu chợ đêm phía Bắc Cầu Trần Phú cho quý các anh chị xem như vậy thôi. Mọi người xem video nhớ like video cho bà Khánh. Và nếu mà quý các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký và có nút đen ở phía dưới video và nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo mới. Thôi, bà Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý các anh chị ở video tiếp theo.